Sau Hoàng Nhật xin chào các bác. Em tiếp tục bên sóng máy rửa bát Panasonic. Giờ này máy rửa bát giá thành rất là tốt cho nên là các bác mua cũng khá nhiều. Đây là một cái chiếc rửa bát Panasonic PTR5. Thì máy này thì thời điểm trước có cái giá là rơi vào 6 triệu 2 đến 6 triệu rưỡi. Tại thời điểm này thì nó chỉ còn có 4 triệu 8. Tức là rẻ hơn cả một con TR3 thời điểm trước thì con TR3 5 triệu rưỡi các bác nhé. Bây giờ TR3 có 4 triệu 3, TR5 4 triệu 8. Một con máy em để mã số 3, bên em đã làm phần thân vỏ, mọi thứ sạch đẹp hết rồi. TR5 công nghệ Econavi. Báo chọn thời gian sấy này, hẹn giờ này, các chế độ rửa tiêu chuẩn với nước nóng 80 độ C, chế độ sấy. Đầy đủ các chu trình báo đèn rửa. Nội thất sạch đẹp, rửa với nước nóng bỏng 80 độ C, gông chỉ bền vĩnh cửu. Một chiếc máy phải nói là siêu bền trong cái dòng máy rửa bát Nhật. Thiết kế mẫu mã đẹp, giá thành bình dân. Đây. Chiếc máy này thì bên em bảo hành 1 năm nhé, giá bảo hành 1 năm. Đây, các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ, giá 4 triệu 8 bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, chưa có biên áp. Chào các bác.